Các bạn ở các clip trước đó, công ty Vingroup chúng tôi đã giới thiệu các bạn rất là nhiều các cái thiết bị phun sơn rồi. Thì hôm nay qua clip này tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái dòng súng phun sơn Kiwami gạch 1 gạch 13 V8 của hãng Anet Iota Nhật Bản. Thì khi mua về chúng ta sẽ có cái hộp súng đây. Thì chúng ta sẽ có một cái khăn lau này và một cái bàn chải. Một cái bàn chải để vệ sinh này. Cái khăn lau này thì có cái đợt có đợt không thì hãng có thể là cho thêm vào chúng ta lau thôi, nó cũng không quan trọng lắm. Thì ở đây là cái cây súng phun sơn Kiwami gạch 1 gạch 3 B8. Đó, B8 thì chúng ta sẽ thấy ở trên cái nắp chụp của nó này, cái nắp chụp của nó sẽ có cái mã là Kiwami gạch 1 B8. Thì nó sẽ bao gồm là 8 lỗ để xé tơi sơn. Thì chúng ta xem ở trong cái bét của nó sẽ có 6 lỗ. Thì cái dòng súng này á thì chúng ta có thể là sử dụng để bắn có chữ bay, như vậy là có thể là bắn màu, thì chúng ta cũng có thể sử dụng để bắn bóng vẫn được, thì nó vẫn rất là tơi mịn. Thì trên thân nó sẽ có cái Made in Japan này. Đó. Thì có thương hiệu Anet Iwata. Đó, Anet Iwata là thương hiệu của Nhật Bản lâu đời rồi. Thì trên này nó dập nổi Anet Iwata, dập nổi Anet Iwata và có chữ Kiwami. Thì thân nó được mạ chrome chống dính, đó, chống dính sơn. Thì các cái nút chỉnh đây là nút chỉnh cái lượng sơn nhiều ít này, nút chỉnh cái độ trụng xòe và cái nút chỉnh cái lượng hơi nhiều ít. Thì cây súng rất là nhẹ nhàng nhá, cây súng rất là nhẹ nhàng. Thì nắp chụp được mạ lớp màu xám và cái nút chỉnh lượng sơn. Thì cái nút chỉnh trụng xòe và nút chỉnh lượng hơi thì chỉnh được mạ chrome đen khá là đẹp. Thì súng cầm rất là nhẹ nhàng, chắc tay. Đặc điểm mà thương hiệu Anet Iwata là rất là bền, độ bền rất là cao. Thì sử dụng cái cốc đựng sơn 400ml là cái cốc BC4S. Thì với cái cốc là bằng nhôm, cốc bằng nhôm. Thì đây chúng ta sẽ có cái cốc nhôm BC4S. Thì với cái dòng này á thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ như cái dòng mà W101 trước á, thì nó sẽ có một cái bạc lít rồi cái tờ hướng dẫn sử dụng. Thì cái dòng này nó sẽ không có, mà nó sẽ có cái QR code ở đây đó, với lại một cái link để chúng ta có thể download cái file hướng dẫn vào để chúng ta có thể là coi đó. Thì đây cái dòng mà súng Kiwami này được rất là nhiều người ưa chuộng sử dụng. Thì để trên đây thì công ty Vingroup chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng súng phun sơn Kiwami của hãng Anet Iwata Nhật Bản. Để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách thành công.